Hello, xin chào đón cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Anh em thấy ở đây đâu không? Đẹp chưa? Đấy, hôm nay em đi đánh chỗ hồ Hồng Anh. Có nhìn đến rộng như này. Ba hồ liền, một hồ ở bên ngoài kia đó. Thì ông này ông thách em là đố mày câu lên cá, bởi cá ở đây nó không bao giờ nó đói cả. Đấy. Bây giờ muốn cần đánh ổ anh em nhé, hay đánh ổ thả ổ nục. Ráp đồ thôi anh em ơi. Này đánh con cần mới anh em nhé. USA này. Trời ơi, gió lạnh quá. Ngồi ở đây xoắn hết cả người lại. Hôm nay em vẫn chơi cái quả phao ngọn tự chế. Đấy, màu rất là tươi và đẹp. Gió to. Hồi nay nghe vẻ hơi xoắn các bạn ạ. Không biết là cá này có cắn không như rét này là em nghi nghe là khó lên hàng lắm. Đây đánh quả lưới tứ các bác nhé. Được cái ngày nay làm ca chiều ấy để có thời gian đi làm phim cho các xem. Đấy, nó nhìn là hồ rộng kinh khủng luôn. Bên đây là em nào? Rồi giờ là cân phao và thầu các bác. Hôm nay gió hơi to và trống cần để hơi cao bác nhá. Không cắm được xuống cái nền xi măng này của họ. Tỷ rồi. Mất mới đau nguy. Đây rồi nha mới. Úi giời. Đây rồi. Gì đây? Úi giời. Máy rít về chưa? Rớt
trời này miền Bắc lạnh các bạn, nên câu cá rất là khó. Mùa này chỉ ở nhà đắp chăn ngủ thôi. Còn là anh em đi câu cá sông thì còn được. Đi câu những cá kênh mương thì khó. Phoi phao, úi dồi sói, cái quả đẹp, phoi phao đẹp thêm, không bằng nhỉ. Kỹ thật đấy. Khiếp hồn, mùa này gió đẹp thật quá, đây miền Bắc đẹp như cùng luôn đấy. Đẹp tao màn. Tôi chào các bác em về nhá, rét lắm là không chịu luôn rồi, về thôi, thua rồi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.